Rồi đầu tiên vào bài ánh sáng chúng ta bật F10 này. Bấm F10. F10 trên bàn phím hoặc là chúng ta vào render và bấm render setup nhé. Hoặc là có cách thứ hai nữa là ở đây nó có một bảng. Bảng đây chúng ta cầm chuột và cùng chống chúng ta kéo này. Thì nó cũng có một cái bảng render setup đây này. Ba cách nhé. Điều kiện render setup này. Chờ một xíu, nó sẽ nổi lên cái bảng nhá. Sau đó chúng ta đầu tiên chúng ta đưa về default scanline, nó đưa về mặc định nhá. Sau khi đưa về mặc định xong rồi chúng ta đưa về phiên bản gray và chúng ta sử dụng cài trên máy chúng ta nhé. Trong lần này chúng ta buộc phải có gray, nhưng không có gray thì không làm được việc. Mình đã reset lại toàn bộ, không có liên quan gì đến cái bàn nhé. Sau đó chúng ta kiểm tra đến các phần mình hiển thị sơ bộ. Cái phần trong mục chuột phải với và chúng ta crop tất cả ở đây trong các tab này. Bây giờ mình sẽ rút gọn chương trình thôi, mình chỉ nói những cái mà các bạn cô đọng nhất để các bạn biết thôi. Còn nếu mà mình giải thích hết các bạn cũng chẳng hiểu nó là cái gì đâu, tại vì nó nhiều kiến thức lắm. Chúng ta chỉ quan tâm đến hai mục, đó là asset render. Trong mục này nếu mà khi chúng ta render mà gặp lỗi, render lâu, render không được như mong muốn thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta reset. Một là chúng ta vào tab này chúng ta reset, hai là chúng ta sổ lượng lại đây vào default scanline render này và chúng ta chọn lại phiên bản thì nó sẽ đưa về chúng ta mặc định trở lại cái cài đặt ban đầu nhá. Đấy thì nó nằm trong mục này, chúng ta có thể bấm vào đây cũng được. Ok, và chúng ta đặt lại phiên bản gray chúng ta, đây cũng được, cách thứ hai. Sau khi được như này chúng ta nên bấm chữ save as default này. Thì lần sau thì mặc định nó sẽ là nó hỏi mình đồng ý. Thì lần sau mặc định nó sẽ vào cái phiên bản này chúng ta luôn. Đã. Tiếp theo đến phần script này. Script này mình chỉ nói đến các bạn là sẽ học đến thôi. Và mình sẽ học đến vào bài bản số 10. Còn các cái phần bên trên như là như phần đây là chúng ta để ý một tí. Như phần này là single là render ảnh tĩnh này. Chúng ta render phim, render các cái gì chúng ta tích ra phần bên dưới thì chúng ta để mặc định ảnh tĩnh nhé. Single là ảnh tĩnh. Rồi phần view này, trong phần view này thì mình cũng giải thích sơ bộ về, nhưng mà sau này thì mình sẽ cũng dùng thằng này và mình dùng ở kia. Trước đây thì phiên bản trước đây thì mình không dùng nhiều ở đây, nhưng bây giờ thì các cái tab này mình không dùng nhiều, mình chỉ nói sơ cho bạn. Phần view phần này thì mình sẽ nói ở phần sau nhé. Nói về phần cấp tầng này, phần xuất máy ảnh ấy. Thì mặc định nó cho chúng ta các kích thước như này. Chúng ta có thể chọn một kích thước mà 500 này nè. Thì nó sẽ nhảy cái tỷ lệ là 1.3 đúng không? Chúng ta muốn bẻ khóa, chúng ta muốn khỏi là 1.5 này nè. 1.5 bấm 1.5 chúng ta khóa lại. Thì lần sau cứ nhập lại thì các con số nó sẽ là một chấm năm, khóa nó lại nha, 900, 2000, 2 chấm này. Đó. Chúng ta tăng lên 4000, chỉ cần 400 ấy thì mặc định nó sẽ nhảy. Có nghĩa là chúng ta khi bẻ cái thông số này ra ấy, rồi mình chỉnh nó không nhảy ra đâu. Đó. Nó sẽ nhảy tỷ lệ luôn. Nên chúng ta ở đây thường mình hay dùng khổ 1.5 hoặc 1.3 hoặc là 2.2 khổ đến 2.000 dùng. Có tỷ lệ khổ ảnh kích thước rộng với dài này, nó chênh nhau như thế nhá. Cái khổ ảnh xuất ra, ảnh xuất ra này, ảnh gì? Ảnh xuất ra là những cái tấm như thế này thì cũng có thể gọi là một tấm ảnh xuất ra rồi. Đây gọi là một tấm ảnh xuất ra này, chụp ra cắt ra thì đây là một tấm ảnh kích thước, nó chiều dài chiều rộng nó là tỷ lệ của bức ảnh thôi nhá. Thường mình hay là 1.4, 1.5, tùy 1.5 hay 1.3 cũng tùy từng bức ảnh nữa. Mặc định này rồi, nó khóa khẩu này lại nhá. Phần render output trước đây cũng dùng rất nhiều, nhưng bây giờ thì chúng ta học mới chúng ta không cần quan tâm luôn.
nha. Chúng ta sang phần tab thứ hai. Đây là tab đầu tiên là các comment nhé. Chúng ta sẽ có 5 tab. Tab comment này, tab array này, tab query này, tab setting và tab element. Array này giúp chúng ta sẽ hiệu chỉnh các con số liên quan đến kết xuất hình ảnh. Tab query này là tia sáng giao tiếp, tia bật này nha. Và tab thứ ba là tab setting liên quan đến cấu hình của máy, cài đặt cho máy các bước, các hình thức render, kiểu render. Kênh element này giúp chúng ta sẽ add thêm một cái kênh giúp sau này bổ trợ cho chúng ta làm Photoshop. Chúng ta sẽ quan tâm đến tab thứ hai này. Vào tab array này ấy, thì chúng ta nhớ là chuột phải vào chữ default này, và chúng ta đưa về về dòng thứ ba là dòng switch on to express này, thì giúp chúng ta mở hết toàn bộ các cái cửa sổ to nó nằm bên trong. Khuyên các bạn nên mở vào chế độ thứ ba này, đưa về chế độ thứ ba này muốn đó, thì nó sẽ mở toàn bộ cái không gian lại cho chúng ta nha. Và chúng ta chuột phải vào vùng trống thì chúng ta có chữ cross tất cả nha. Rồi vào trong không gian thì chúng ta phải đặt một cam đúng không? Bình thường ấy thì chúng ta xoay xoay như thế này này, rồi chúng ta bấm Ctrl C thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cam, hoặc là chúng ta vào đây chúng ta tạo một cái cam TZ này, tạo cam đây, đây là một cam. Nếu bạn nào không cài phiên bản của mình thì tạo cam như thế này và bấm C phát thì nó sẽ vào cái cam của chúng ta TZ. Phải bấm delete đi. Nhưng ở đây thì nếu ai dùng cái bút ghim của mình rồi á, thì chúng ta nên kéo phần camera ra và chúng ta chỉ cần bấm kích chuột đây phát thì nó tự động nó tạo ra một cái camera theo cái góc nhìn của mình. Đây là camera đây này. Và tiếp theo bấm đây cũng tạo một cái camera. Cứ bấm nhiều thì nó tạo nhiều, nó sẽ bấm là nó tạo camera. TZ này. Khi chúng ta tạo được một bất kể một cái camera nào đó thì chúng ta nhớ nó sẽ mất thì phần ta kết bên dưới này, kích hoạt camera và modify mà tắt này cho mình một lần, nó nổi lên cái điểm cuối này để giúp ta cầm cái này chúng ta di chuyển, hoặc là cầm đây chúng ta di chuyển nhá, để chủ động điều chỉnh camera. Và camera thường thường thì chúng ta hay đặt theo tầm mắt, hay đặt theo tầm mắt hay thôi nhá, thì mình đứng camera nó cũng như kiểu là khoảng cách, hoặc là người đứng chụp ảnh, ngồi chụp ảnh, hoặc là trèo lên ghế, trèo lên cây, hoặc là trèo lên gì đó chụp ảnh, thì thường thường mình nghĩ là tầm mắt vẫn là tầm mắt, thì mình hay đặt camera thường thôi nhé, chụp tải này mình hay đặt ở khoảng 1m4 gì đó. Tất nhiên là điểm đầu 1m4 thì điểm cuối ở đây cũng nên có thể 1m4, thường thường mình thẳng những cái khi mình nghiêng đó. Tất nhiên là không phải là cố định nhá. Tạm thời chúng ta chỉ cần liên quan đặt một cái camera và đưa vào công trình đã được rồi. Chúng ta bấm C nhá, nó đưa vào công trình. Hiện tại thì ở đây mình đã đặt một cái cam ở đây rồi thì mình xóa một cái cam này đi và mình lấy cái cam này. Tạm cái cam này là cái cam nó đặt trong nhà, vừa nãy mình đặt ở ngoài nhà thì mình đưa nó vào trong công trình này. Bấm C đi. Đây chúng ta đang có một cái cam rồi. Cam này mình để mặc định không có chỉnh gì cả. Thì cam mặc định tạo ra thì nó như thế nào? Đây, an quy. kích rồi đây z mặc định nó đây, tại vì mặc định nó đang chạy theo cái mặc định của cái cam trước đó. Mình cũng không chỉnh cái gì cả nhá. Rồi C này, rồi chúng ta sẽ cài đặt sơ sơ cho setting này, đặt thời chúng ta làm như một cái máy ấy. Bấm lại F10 nhá, chúng ta vào tab vừa ray và chúng ta nhớ đến cái phần Google Image Simuler này, bước tính toán hình ảnh cuối cùng đó. Và chúng ta sổ tạm thời chúng ta đưa vào bút kèn nhé, tạm thời thông số chúng ta để là 1, 2, 4, chúng ta đưa thành 1, 4 trong tab bút kèn Image Simuler nhé. Sang đấy tab thứ hai là tab gửi im chứ mình chỉ rồi, mà chúng ta tạm thời đưa im map chúng ta may kết này thì để khoảng tầm 200 thôi. Tạm thời làm một cái máy đi, đến buổi sau thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và chúng ta sẽ làm phần này là rendering lâu, là render chất lượng ảnh cực thấp, cực nhanh, rất là nhanh. Tạm thời chúng ta chỉ chỉnh 2-3 thông số đấy thôi. Rồi các bạn để ý nha, chúng ta vào mục ở trên này này,
Con nhớ là đưa nó về chế độ là shader này. Đấy. Và bài nào mà bị bóng đổ thì chúng ta sẽ tắt bóng đổ bằng bằng cách cứ đưa về shader là nó hết. Nếu bạn là không hết thì mình chỉ tiếp chỉ trực tiếp trên từng cái màn hình này. Tab 3 này. Về phần camera chúng ta kích vào camera như này này. Sau đó vào mục modify. Chúng ta tìm đến dòng Miss Carolyn. Chúng ta kích vào từ clipping này cho mình nhá. Clipping này nó có hai khoảng cách chúng ta cần phải nhớ. Đó là khoảng cách near clipping plane và xa, near là gần nhất và khoảng cách xa là khoảng cách xa nhất. Khoảng cách gần nhất thì chúng ta nhập khoảng tùy theo khoảng cách thôi nhá. Cũng như camera này, camera gọi là camera xuyên tường ấy, mình đặt ở ngoài tường nhưng mà cái đường đỏ này nó chỉ cần đi vào trong không gian thì nó sẽ xuyên được tường. Và cái điểm xa nhất thì chúng ta cứ tăng vào khoảng tầm thêm 1 số 0 được. Thường thường mình sẽ tăng tùy, nếu công trình lớn thì chúng ta phải tăng xa hơn. Đó mình với giãn cam ra, bấm vào cái nút này này, Fit Up View này, kéo ra nó sâu. Có gì đâu, có khó gì đâu, vào nút bàn tay này đẩy đi một tí, kéo đi một tí, kéo lên một tí, kéo xuống một tí. Nhưng đây mình đang dùng clear file rồi nên là nó clear file nhớ không xuống cũ rồi. Đấy, xong rồi. Về cái chữ treo vòng vàng. Chữ vòng vàng là các cái đèn IS, nó chính là mô phỏng các cái đèn chính là đèn downlight này, chính là những cái đèn bóng tranh này này. Nó là đèn mình làm giả đèn, nó chính là đèn nó đang trên trần này này. Cái đèn này chính là cái đèn này đây này. Cái điểm vàng là cái điểm gọi. Đúng rồi, điểm vàng cứ gọi là bóng đèn đi. Và cái hướng cái F3 này này, cái dưới này nó chỉ là cái hướng thôi. Hướng nó quay đi đâu chứ không phải là độ sáng nó xuống đến đấy. Cái hướng thôi. Rồi chúng ta chỉ cần hiểu như thế thôi, chưa cần hiểu gì nhiều. F10 nhá, làm lại nhá. Các bạn này bấm theo mình đi, F10 bấm vào render và chúng ta sẽ bấm là default, nó đưa về mặc định. Sau đó bạn chọn một cái phiên bản của mình đang cài trong máy, kích sổ vào đây này. Rồi, xong rồi chúng ta chú ý đến cái phần sang tab vào đây nhá, chuột phải vào đây. Switch on to express, sổ đi tất cả. Sau đó chúng ta vào tab image sampler, load tất cả này. Image sampler này, và để thằng này là bucket. Thằng này đang 24 là hơi cao, máy mình yếu mình để 4 thôi. Chỉ cần 4 thôi, cần nhiều sao mà tính tiếp. Rồi chúng ta sang tab thứ hai là tab UI này. Nếu mà thằng này nó chưa bật lên thì chúng ta bật nó lên là kiểm nghiệm UI lên, có nghĩa là tia bật nảy, ánh sáng bật nảy nhá. Mặc định nó là bút form, nó để là Indian Map thì nó xuất hiện thêm cái Indian Map này, điều chỉnh cái cách này này 200 thôi. Indian Map này chúng ta để chế độ 2 là chất lượng ảnh rất là tốt, để Very Low thôi. Rồi chúng ta quay lại cái thằng Bray này. Chúng ta mở cái Frame Buffer này lên này. Tab Frame Buffer này này. Và chúng ta nếu mà nó đang như thế này chúng ta bật nó lên. Và chúng ta kích tắt thằng này đi này. Đó, chúng ta sổ kích thước ở đây. Khóa thằng này. Thằng này nó giống hệt cái thằng bên này. Bạn để ý nhé, thằng này giống như thằng này này. Thì mình dùng như thằng này luôn, tất cả dùng hết ở trên này. Khổ đây, sổ đây các khổ. Còn không thì chúng ta nhập kích thước mặc định, chúng ta bật thằng này lên. Nhập thằng này 500 này ạ. 500 và thằng này là 1.5. Khóa nó lại 2000. Một chấm năm
Rồi, đấy. Khi mình khóa tỉnh đây này, giờ mình nhập là 100 ấy, dưới nó tự nhảy. Đây mình bẻ khóa ra 1.3. Nha. Dưới khổ nó tự nhảy. Và chúng ta bấm enter đi. Tất nhiên hôm nay thì chúng ta chỉ đặt là mà có bài thôi, còn bữa sau mình sẽ đặt một bài hoàn toàn mới, không có gì cả, để cho nó nhẹ. Cancel bài này, ánh sáng môi trường rất là mạnh, mình sẽ tắt, xóa cái đèn mặt trời đi nhé. Tất cả các bạn đều xóa cái đèn mặt trời đi. Xóa cái đèn mặt trời đi. Đó chính là nguyên nhân cho cái bài ra mà nó nhất đó là có chịu chúng ta C và chúng ta sẽ quy lại là nữa, xoáy cái đèn mặt trời đi nhá, stop lại, mà cái đèn một len đang ở trong bài đang hơi sáng, TZ tạm thời chúng ta giảm số cương độ đèn của nó này, đang 500 chúng ta cho xuống 100 C. Đó. Nên nó bài nó đã sáng lên, nên là mới có sáng lên thôi, còn chưa những yếu tố nhá. Chúng ta để từ quy về cách đúng không? Stop lại nhá. Chúng ta nghe cái từ mình nói này. Render này. Chúng ta nhìn thấy nhá. Có phải nó chạy từ nhìn từ quy về cách đúng không? Quy về cách stop lại nhá. Quy về cách là nó sẽ điều khiển ở cái bảng mai cách này, sau đó nó chạy đến Idealer Map ấy, là nó chạy đến cái bảng Idealer Map này, nó sẽ chạy bắt 1, bắt 2, bắt 3, mình đang cài đặt đây là đây này, bấm ven này, mình chỉ cài đặt khổ nó nhỏ một tí nữa nhé, 200 thôi, đây này, đấy, bao nhiêu từ này, như này cách này. Nó chạy cái dòng như là kích bên dưới nhá. Tiếp theo chạy đến bắt 1, bắt 2, bắt 3 là nó chạy theo là sau đây mình sẽ chỉnh điều khiển ở cái thanh đấy đấy. Hết mấy view cách sang đến phần Idealer Map này. Đây này, bắt 1, bắt 2, khoảng 1, bắt 2 đấy. Xong đến phần Render Image ấy, là Render Image này nó sẽ là trong tab. Đây, Image thì mình sẽ chỉnh thông số ở trong cái thằng này và thằng khu ở DLC này. Đấy, thì chúng ta sẽ có ba cái khung chính nó sẽ làm việc nhiều.